từ Gia Lai vào Sài Gòn bị sốc toàn cầu. Thất bại mấy lần lận và rất là nhiều đêm mà mình tự nghi ngờ chính bản thân mình. Em tốn 5 năm để xây nền, là 5 năm đó không mở bất cứ trung tâm nào. Wow, từ 5 mà lên tới 50 là nhân 10. Thì ngay từ thời điểm 2016-2017 em đã bắt tay làm công nghệ mang Linear Thinking ra quốc tế. Bảo Anh mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Khơi Nguồn Cảm Hứng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Lê Đình Lực, là nhà sáng lập của thương hiệu là John English. Em xin chào chị Bảo Anh và xin chào quý vị khán giả. Bây giờ thì Lực sẽ phải có một cái áp lực với Bảo Anh, vì Bảo Anh đang có rất nhiều những cái tò mò thắc mắc. Tại sao là một anh chàng chuyên toán, đúng không, của trường phổ thông Năng Khiếu trước đây, nhưng bây giờ lại là một cái người sáng lập lên những cái trung tâm dạy tiếng Anh? Lúc đầu em vào năm nhất đại học thì lúc đó là thời gian mất định hướng, là không biết mình phải làm gì hết, nên đợt đó có nghỉ ngang một năm. Thì một năm đó thì vừa tìm cái định hướng cho bản thân, vừa trau dồi thêm về cái khả năng tiếng Anh của mình. Thì thực sự là sau một năm đó thì cũng chưa tìm ra định hướng cho bản thân được đâu. Nhưng mà nó có phải quay lại trường đại học thôi. Và mãi đến khi mà tốt nghiệp đại học xong, thì lúc mà đến khi học thạc sĩ, và trong quá trình học thạc sĩ á, thì em có mở một cái lớp dạy thêm tiếng Anh ở nhà. Đa số học viên là các bạn bè hồi xưa học chung đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó là mục tiêu là để kiếm thêm thu nhập trong quá trình học thạc sĩ thôi. Không ngờ là mình dạy một khóa xong thì các bạn lại thích quá, và các bạn kêu là hồi xưa giờ các bạn chưa được học phương pháp như thế này. Xong lúc đó tự nhiên mà càng dạy thì học sinh nó càng nông lên, tại vì các bạn biết điều nhiều. Sau đó thì bắt đầu một ý tưởng lóe lên, mình cảm giác là cái ngành này mình có năng lực, mình giải quyết được những vấn đề mà có lẽ là ngoài kia người ta đang gặp phải, người ta đang tìm. Ngoài ra là lúc mà bắt đầu đi dạy á, thì cái tình cảm của các bạn học viên á, dành cho mình á, nó nhiều quá, nó là cái thôi thúc mình cứ đi tiếp. Thì lúc đó thì giống như mọi người hay nói là nghề chọn mình, chứ không phải là mình chọn nghề. Cái điều này rất là hay luôn đó quý vị. Bây giờ người ta hay nhắc đến cái chữ năng lực cốt lõi. Năng lực cốt lõi là cái gì mà mình làm tốt nhất. Nếu như mình xác định được điều mình làm tốt nhất thì mình nuôi dưỡng nó, mình đào sâu vào nó, thì nó sẽ trở thành cái sự nghiệp của mình. Và bạn Lực rất là may mắn là sau những cái năm lay hoay thì bạn ấy đã bắt đầu tìm thấy năng lực cốt lõi và quyết định đi theo con đường trở thành một cái người mở ra rất nhiều những cái trung tâm tiếng Anh, và bây giờ đó là thương hiệu Dolinis. Thì nãy giờ thì có nghe Lực nói đến phương pháp mà các bạn học thấy hay quá, thì mình cũng muốn hỏi bạn Lực là thí dụ như là mình học tiếng Anh dở quá thì mình có thể đăng ký học từ Lực được không? Mà cái phương pháp nào mà nó hay đến như vậy? Cái tên phương pháp là gì? Thì em xin chia sẻ một chút về cái phương pháp Linear Thinking. Thì phương pháp này là phương pháp độc quyền của Đông. Thì nói về cái khởi điểm của phương pháp này là hồi em học lớp 10. Thì từ lúc em vô từ Gia Lai vào Sài Gòn, thì vô lúc đó em nhớ là năm lớp 10 là gần như là mất gốc tiếng Anh. Mà vô phổ thông Năng Khiếu thì gặp các bạn mình bị sốc toàn tập, tại vì có những bạn lớp 10 đã tham gia IELTS rồi. Rất là nhiều bạn rất là giỏi. Thì đó là cú sốc mà bắt buộc em phải suy nghĩ lại là mình phải giỏi tiếng Anh và dồn toàn lực cho môn tiếng Anh. Thì lúc đó em ráng là kiểu ráng làm sao mà, bởi vì dân chuyên tán mà, làm mọi thứ nó đều có thể đơn giản hóa được và có công thức, mọi thứ đều có thể logic được, mọi thứ đều có thể tìm được công thức được. Thì thời gian đầu học rất là cực khổ và gần như kiểu hơi trâu bò, không có thông minh lắm, hơi trâu bò luôn á. Ráng phải tích lũy từng xí một. Không có một thời gian á thì em may mắn nhận ra được là cái ngôn ngữ mẹ đẻ, cái là tiếng Việt ở đây, nó ảnh hưởng lên cái cách mình học tiếng Anh. Tại vì tiếng Việt mà mình nói chuyện với nhau á thì thường mình sẽ không bao giờ nghĩ tới cấu trúc đâu, mình sẽ chỉ đơn giản là ghép các thành phần có nghĩa lại với nhau thôi, chẳng hạn như là hôm nay mưa buồn kiểu như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì nó có cái cấu trúc rất là chặt chẽ. Thì nếu mà mình tiếp tục mà tiếp cận tiếng Việt, học tiếng Anh theo kiểu tiếng Việt á, có nghĩa là mình đọc dịch từ trái sang phải đi, hoặc là mình nói dịch hoặc là viết dịch, thì gần như là sẽ là mình thất bại. Thì em nhận ra được là cái sự ảnh hưởng của ngôn ngữ thứ nhất lên ngôn ngữ thứ hai, và kết hợp với cái tư duy logic, tư duy toán học, thì em tìm ra cái cách học của mình nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn. Thì khi đi dạy bắt đầu em gặp nhiều bài toán cần giải hơn, chẳng hạn như có những bạn chỉ số thông minh của bạn lại không bằng mình, có những bạn lại tập trung trong một tiếng đại la 30 phút cũng khó là khó rồi, rồi. Thậm chí có những bạn rất là dễ mất động lực nữa. Đúng. Thì từ từ em lại càng cô động cái phương pháp, càng làm nó rõ ràng hơn, phù hợp cho các bạn học viên. Cái phương pháp không những cho các bạn một cái gọi là cái việc mà sử dụng thành thạo tiếng Anh một cách nhanh chóng, mà ngoài ra nó còn tăng khả năng tư duy logic và tư duy phản biện. Nên những bạn học trường chuyên hoặc là những bác sĩ, họ cũng bị wow bởi cái phương pháp của mình. Thế thì những cái lớp mà mình đang có là gì? Thì các khóa cụ thể bên Don English thì là các khóa luyện thi. Mình có luyện thi SAT, luyện thi GMAT, luyện thi TOEIC, nhưng mà cái trọng điểm của mình là luyện thi IELTS. Bây giờ mình đã có 10 trung tâm. Dạ. Vậy thì Lực đã tìm đâu ra cái nguồn giáo viên và làm sao để mình đào tạo cho họ được cái phương pháp mà mình đang nắm giữ nè. Cái đó mới khó đó. Thực ra em tốn tới 5 năm để xây nền, là 5 năm đó
đó không ở bất cứ trung tâm nào. Em tốn 5 năm để xây nền là em xây nền về con người là nhiều, và xây nền về giáo viên. Tại thực tế khi mà bước vào, gọi là bước vào cái ngành, ngành dạy tiếng Anh, thì giáo viên là vấn đề rất nan giải. Tại vì không phải lúc nào mình cũng tìm được các bạn mà gọi là thực sự nghiêm túc với nghề. Thì thật ra em tự nhận mình là một người may mắn. Thì tại lúc mà mình bắt đầu mở trung tâm, mình khởi nghiệp, thì có một số bạn giáo viên cùng chí hướng với mình. Và năm bạn này đều rất xuất sắc. Và có gắn bó tới giờ không? Thì cũng được 6-7 năm rồi. Thì em rất là may mắn là được là rất là nhiều bạn giỏi ở thời điểm đó. Các bạn hợp sức cùng em, hợp sức cùng em cùng hoàn thiện phương pháp, cùng xây dựng đội ngũ giáo viên. Thì những cái buổi gọi là training, những cái buổi gọi là đào tạo và chuyển giao phương pháp đầu tiên là những cái buổi gọi là làm chung cùng nhau. Mình có những cái viên gạch đầu tiên, thì những bạn này bạn lại kéo thêm những giáo viên khác ở ngoài bạn. Là bây giờ được bao nhiêu rồi? Dạ cũng gần đến 50. Wow, dạ. Từ 5 mà lên tới 50 là nhân 10. Wow, rất là xuất sắc. Thực ra nếu mà muốn tuyển giáo viên ồ ạt thì em nghĩ là bây giờ đã có nhiều hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà tại tỷ lệ chọi của Don nó rất là khắt khe. À, có cả tỷ lệ chọi. Thì gần như là em tuyển 20 bạn, gọi là 8.8.5 đi, thì em chỉ chọn được một bạn thôi. Tại vì Don cũng xây dựng được một cái danh tiếng nhất định trên cái thị trường tuyển dụng rồi. Thực tế là Doenlist đã có một cái bước đi về nền tảng con người rất là vững chắc. Dạ, vì nói gì thì nói, một cái doanh nghiệp được hình thành thì ngoài cái ý tưởng của cái người sáng lập ra, thế nhưng mà rằng là nếu họ không có những cái người cộng sự, không có cái những người mà đi theo họ để giúp cho cái ý tưởng đó được phát triển lớn hơn, thì cũng rất khó để có thể làm cho cái sự nghiệp của mình ngày càng lớn mạnh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mà nhất là những người đó không phải là họ theo vì là trả lương cao hay là vì một cái mục đích gì hết, mà vì họ thấy rằng là cái sứ mệnh và tầm nhìn của mình có thể truyền cảm hứng đến họ và họ cũng cùng chung một mục tiêu đó. Dạ đúng rồi. Đó là lý do mà tại sao mà họ gắn bó với em cho đến bây giờ. Nhưng mà cái khoảng thời gian 2018 chỉ có khoảng một năm hơn thì bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó hơi khá là khủng hoảng cho tất cả các lĩnh vực luôn, và đặc biệt là giáo dục. Dạ đúng rồi. Bảo Anh thấy là mọi cái trung tâm dạy kỹ năng đóng trong cửa. Đó có tiếng Anh là đóng cửa hoàn toàn. Vậy thì cái lúc đó cái bài toán mình giải tiếp cho Doenlist sẽ là như thế nào? Học viên có được tiếp tục học hay không, hay mình cũng phải là đóng cửa? Chắc lần này thì nói về thêm một cái may mắn tiếp. May mắn nữa. Thì tại vì ngay từ cái lúc mà em khởi nghiệp, em có một cái vài lớp dạy thêm nhỏ ở nhà, thì em đã suy nghĩ về tương lai rồi. Em đã suy nghĩ là giả sử như mà mình có rất nhiều trung tâm trong tương lai này, mà chọc đội ngũ của mình là em hỏi các bạn là bây giờ ví dụ mình có 100 trung tâm đi và mình có 1.000 giáo viên đi, thì làm sao mình đảm bảo chất lượng? Đúng. Thì làm sao mình vẫn cá nhân hóa được việc học của học viên, làm sao mình vẫn quan tâm chăm sóc học viên, bởi vì nếu thiếu cái đó thì nó đâu còn là giáo dục nữa. Đúng, chính xác. Thì lúc đó cái solution là gì, cái giải pháp là gì? Thì giải pháp phải là công nghệ. Chắc chắn phải là công nghệ rồi. Thì ngay từ thời điểm 2016-2017 em đã bắt tay làm công nghệ. Nó không phải vì áp lực của thị trường, cũng không phải áp lực của đúng Covid rồi. Nhưng mà hồi đó là tại áp lực mình tự đặt ra cho cái tương lai của mình. Bây giờ mình không bắt tay làm, thứ nhất là làm sao mình có điểm khác biệt, thứ hai là làm sao tương lai mà mình có thể đảm bảo là mình có mở bao nhiêu đi nữa thì mọi thứ nó vẫn như thuở ban đầu. Nó vẫn tình cảm, nó vẫn vui, nó vẫn ấm áp, tình cảm thầy trò nó vẫn như ban đầu. Tại vì khi mà có 100 trung tâm, có 1.000 giảng viên mà thì sẽ có 10.000 học viên, thì cái việc mình có thể chạm đến từng học viên nó rất là khó. Và chỉ cần một trung tâm có một cái điều tiếng gì không hay thì nó có thể là đánh sập tất cả những gì mình đã dày công mình xây dựng. Với lại em cũng rất là ghét cái chữ gọi là công nghiệp hóa, em không tin cái chữ đó. Em vẫn tin là khi mà rộng mình cá nhân hóa được, và chăm sóc người được. Nhưng mà mình biết là bài toán này khó, tại vì rất là nhiều người họ muốn dạy nhưng mà họ dạy chưa được, thì mình dạy như thế nào? Em đặt ra ba cái vấn đề lớn cần giải: mặt đào tạo nội bộ về giáo viên, vấn đề hai là vấn đề về văn hóa. Mình không thể ép được, mình ép kiểu nào rồi cũng có sai phạm. Mình phải làm cho thực sự những con người đó họ muốn làm, đúng rồi, thì nó mới ra kết quả được. Đúng. Chứ mình ép là chắc chắn là cờ nào cũng sai sót. Và thứ ba là phải dùng công nghệ. Thì ngay thời điểm đó em đã phát triển công nghệ rồi, em đã phát triển hệ thống tự học của Don rồi. Thì lúc đầu phát triển rất là cũng khá là cũng vất vả, tại vì giai đoạn 2016-2017 thì người ta chưa quen với việc dùng công nghệ. Vì lúc đó em tay ngang. Đúng rồi. Em không phải dân công nghệ ra, em không có xuất phát từ một công ty công nghệ ra. Thì lúc đó là tay ngang bước vào nên vất vả, khá là vất vả và thất bại mấy lần lận. Và kiểu mình nhận được cái sự hoài nghi từ chính cả đồng nghiệp của mình luôn, là ủa tại sao anh rảnh quá anh không. Anh lại bày ra đây, anh bày trò anh làm xong rồi nhiều khi cái sản phẩm nó chưa hoàn thiện mà nó gây khó khăn cho người sử dụng, mình cũng không có thực sự làm chủ công nghệ của mình, tốn rất là nhiều tiền vào làm công nghệ, tốn rất là nhiều thời gian vào làm công nghệ. Nhưng mà hên sao là thì đi nó cùng tới thôi, thì tốn cả 2 năm với rất là nhiều tiền thì nó cũng bắt đầu thành cái hình xong, thì Covid tới thì nó lại hên quá. Thực ra là muốn cố tình hỏi có những cái khó khăn gì để kể ra một vài cái câu chuyện khó khăn cho cái câu chuyện khởi nghiệp nó thêm cái phần sinh động, nhưng mà cứ nói ra hỏi ra thì lập toàn nói là may mắn cái này may mắn cái kia thì
mình không biết là tới bây giờ có cái nào khó khăn thật sự không? May mắn thì nhiều, nhưng mà khó khăn thật sự là cái hành trình mà tự phát triển bản thân em. Là giai đoạn mà em bỏ ngang những việc học hay là giai đoạn sau này? Giai đoạn lúc mà em khởi nghiệp. Lúc đầu á, kiểu mình giống như một chàng trai trẻ mà mình có nhiệt huyết, mình cũng có một ít khả năng, mặc dù khả năng của mình thì chưa toàn diện, thì lúc mà khởi nghiệp thì đương nhiên mình sẽ phải học thêm rất là nhiều về các kỹ năng khác rồi. Trong tất cả mọi lĩnh vực mà liên quan đến việc vận hành doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Nhưng mà cái khó học nhất là về cái kỹ năng lãnh đạo. Rất khó học kỹ năng gọi là làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, cũng rất khó học. Thì hồi xưa lúc đầu mà mới bắt đầu khởi nghiệp á, em tự nhận mình là một người lãnh đạo tồi. Tại hồi đó mình kiểu mình hừng hực mà, mình máu lửa, mình có những tiêu chuẩn rất là khắt khe, mình muốn cái gì cũng hoàn hảo, mình muốn cái gì cũng nhanh, mình muốn cái gì cũng phải dồn dập, và mình không có đủ thấu hiểu tất cả. Thì em thấy cũng rất là may mắn, tại vì có những bạn mà kiểu bạn vẫn hợp với mình, bạn vẫn hợp với mình, bạn vẫn ở lại và kiên nhẫn với em, mà bạn cho mình cơ hội để mình phát triển, mình sửa sai. Nhưng mà để phải mất tới tận 3 năm, 4 năm em mới thực sự gọi là điều chỉnh được cái tính cách của bản thân mình để trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, một người dẫn đầu tốt hơn, và làm cho một cái người mà mọi người khác mà muốn làm việc chung. Thì em thấy cái quá trình đó là quá trình gọi là khổ nhất, và rất là nhiều đêm mà mình tự nghi ngờ chính bản thân mình, kiểu ủa mình có đủ năng lực hay không, hay là như thế nào là đúng, như thế nào là sai, liệu có công thức nào hay không. Xong mãi đến 4-5 năm em mới nhận ra và trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, một người mà mọi người muốn làm việc chung. Thì em thấy cái đó là cái khó nhất, khó hơn việc mà học các kỹ năng khác nhiều. Chúc mừng Lực là đã có thể hoàn thiện dần cái kỹ năng lãnh đạo của mình để mà dẫn dắt đội nhóm và cộng sự của mình phát triển Don List ngày một xa hơn. Thật ra Lực nói là Lực may mắn, nhưng mà thật ra Lực là một cái người mà có cái năng khiếu là có được cái tầm nhìn xa hơn với mọi người. Cái đó là yếu tố tiên quyết để phát triển doanh nghiệp. Và hiện tại thì mình đang ở cái mức thang là 10 trung tâm. Thì bây giờ cái tầm nhìn của mình cho cái tương lai của Don List trong 5 năm, 10 năm tới, thậm chí là 20 năm, 30 năm, 10 năm tới, nó sẽ là như thế nào? Và mình có cái kế hoạch cụ thể cho nó hay chưa? Dạ, thì em sẽ nói về cái kế hoạch 5 năm, nói về cái tầm nhìn trong 5 năm. Vậy là mình đặt 5 năm một lần. Dạ, 5 năm cho nó ngắn. Đúng rồi, để có dễ điều chỉnh và linh hoạt. 10 năm xa quá. Dạ, thì thực ra là Don English đang rất là khát khao. Có hai khát khao rất lớn. Thì khát khao thứ nhất là khát khao mà mang được cái phương pháp Linear Thinking đi đến tất cả mọi tỉnh thành ở Việt Nam, cho các học sinh cấp 2, cấp 3 tiếp cận một phương pháp học tiếng Anh nó mới hơn, nó logic, nó hiệu quả, nó nhanh chóng hơn, và giúp các bạn tăng luôn cái tư duy logic, tư duy phản biện. Thì đó là cái khát khao thứ nhất. Câu chuyện thứ hai thì là câu chuyện mà năm sau Don List sẽ làm, là mang Linear Thinking ra quốc tế. Thì thật ra một câu chuyện vui thôi, đó là mọi người trong công ty chọc nhau, và em cũng thấy là chắc là chị cũng sẽ hỏi em thôi là sao biết thì sẽ hỏi thôi luôn. Dạ, là cái thị trường tiếng Anh nó cạnh tranh gay gắt như vậy thì mình có chiến lược gì? Ồ, vậy là Lực có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nha. Thật ra là bạn cũng tính hỏi điều đó thiệt. Thì nó em có một câu rất là vui thôi là nếu mà thị trường ở Việt Nam cạnh tranh gay gắt quá thì mình ra nước ngoài. Thì cái ước mơ của đội ngũ Don là thực sự mang được một phương pháp học tiếng Anh do người Việt tạo ra, vươn ra tầm thế giới và được thế giới công nhận. Thì đó là cái khát khao cháy bỏng của Don. Nhưng mà đã có một cái ánh sáng của đường đi nào đó để xác định. Dạ có. Tại vì nếu mà để ý kỹ, chị lúc nãy em chia sẻ là Linear Thinking là phương pháp mà nghiên cứu cái sự ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh. Thì rất nhiều nên nó sẽ cá nhân hóa được cho từng nước. Có là cái ngôn ngữ của người Nhật, người Hàn hay là một số nước khác khi mà học tiếng Anh họ sẽ có gặp một số vấn đề cố hữu và Linear Thinking giải quyết được. Cái thứ hai, Don có nền tảng công nghệ, và em tự tin là nền tảng công nghệ của Don không thua các công ty thần về công nghệ được. Mặc dù Don chỉ là một trung tâm tiếng Anh, nhưng mà em tự tin là cái sản phẩm công nghệ của Don không thua kém các công ty công nghệ giáo dục ở Việt Nam và thậm chí là trên thế giới. Thì vào 2024 thì Don dự định sẽ ra mắt một cái platform học tiếng Anh online quốc tế. Ở đó thì mình sẽ giảng dạy với phương pháp Linear Thinking với cái nền tảng công nghệ của mình, và thậm chí là giáo viên người Việt đi dạy cho học sinh quốc tế. Thì đó là cái khát khao của Don. Thì trên hành trình đó sẽ chắc chắn là sẽ có một số khó khăn không nhìn thấy trước được. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ rất là vui. Bà anh rất là tin cái chàng trai đang ngồi trước mặt mình. Từ cái tên nó đã nói lên tất cả rồi. Lực có nghĩa là gì? Đó là tiềm lực, đó là năng lực, đó chính là cái khả năng mà Lực sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn nó sẽ đến trong tương lai chắc chắn rồi. Khi mình làm một cái điều gì mới sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà chúc cho Lực cũng như là đội ngũ của Don List sẽ giữ được cái tâm của mình, cái tâm thế của mình ha, ngày càng giúp cho được nhiều người cải thiện được cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Trước hết là có một học viên nha. Dạ, em cảm ơn chị. Quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện khơi nguồn cảm hứng ngày hôm nay cùng với lại chàng trai chuyên toán nhưng bây giờ lại là một nhà sáng lập trung tâm Anh ngữ ạ?
Riêng Bảo Anh thì Bảo Anh cảm thấy rất là được truyền cảm hứng về cái việc rằng là mình sẽ không ngừng phát triển bản thân và tìm ra được cái năng lực cốt lõi của mình. Và bên cạnh đó là dẫn dắt truyền cảm hứng đến đội nhóm của mình để làm sao mang được những cái giá trị tốt đẹp cống hiến cho xã hội. Và câu chuyện khơi nguồn cảm hứng ngày hôm nay của chúng ta đã có một cái cuộc trò chuyện rất là tràn trịa và vẹn toàn với lại bạn Lực. Cảm ơn Lực rất là nhiều. Và quý vị ơi, nếu quý vị cũng muốn lắng nghe rất nhiều những cái câu chuyện khác nữa của chương trình khơi nguồn cảm hứng thì đừng quên khung giờ quen thuộc là 6:15 trên HTV7, một chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bảo Anh xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Bảo Anh và nhân vật của chương trình Bạn Minh Lực xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.